Thưa quý vị và các bạn, với sự khởi sắc của thị trường du lịch nội địa cũng như những tín hiệu tích cực về lượng khách quốc tế đến với Tiền Giang trong những tháng đầu năm 2022, hiện nay các đơn vị doanh nghiệp hoạt động du lịch của tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho việc đón du khách đến từ các nước trên thế giới. Tại thành phố Mỹ Tho, sau khi ngành du lịch chốt phương án mở cửa đón du khách quốc tế, các đơn vị hoạt động các dịch vụ du lịch trên địa bàn đã chuẩn bị sản phẩm mới, công tác đảm bảo an ninh an toàn phục vụ du khách, đặc biệt là nguồn nhân lực và bảo đảm chất lượng dịch vụ. Cùng với các đơn vị bạn thì công ty du lịch lữ hành Tiền Giang đang nỗ lực thu hút khách đưa về tỉnh nhà. Về đối tượng là khách nước ngoài thì chúng ta phải an toàn là trên hết. Thứ hai nữa là hướng dẫn viên tiếng ngoại ngữ phải đảm bảo cho phục vụ tốt. Thì đơn vị chúng tôi đã củng cố và nâng chất cũng như là tập hợp cái đội ngũ hướng dẫn viên để làm sao ôn lại những cái bài bản để cho anh em nó nâng cấp trở lại. Cái thứ hai cho anh em cập nhật trở lại những cái thông tin mới nhất trong vấn đề là coi như là phục vụ khách nước ngoài. Và một điều đáng mừng là coi như là trong tháng 4 và bước qua tháng 5 thì đơn vị chúng tôi cũng đã có được coi như là trên dưới là 7 đoàn khách nước ngoài đã book rồi. Cùng với đó thì việc xúc tiến quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch để khách quốc tế biết đến thông qua lợi thế của công nghệ thông tin cũng đã được các đơn vị doanh nghiệp phát huy tối đa. Cái công nghệ 4.0 được đưa lên hàng đầu và cái sự liên kết đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng như thay đổi về cái phương thức về xúc tiến mà đặc biệt là trên các cái mạng cũng như là đưa hình ảnh, quay những video. Trong tháng 4, Tiền Giang đón trên 48.000 lượt khách du lịch, tăng 11,8% so với tháng trước. Trong đó, 0,8.000 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 16,2% so với tháng trước. Nếu tính 4 tháng đầu năm 2022, thì Tiền Giang đón trên 3.000 lượt khách quốc tế.